Dạ Tường xin chào bà con chú bác anh em gần xa. Bữa nay Tường lại tiếp tục lên clip mới nè nha cô chú anh em. Bữa nay Tường lại được một cây mai chiến thủy da đen với mà 8 cây trang sen nhật với mà 11 cây nguyệt quế lá sắn một chùm. Tường giao lưu với chú bác anh em gần xa. Quý quá Tường ở huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ vô cây số 1 của chú ơi. Tường cây số 1, cây số 2 nó giống với nhau nha cô chú. Cô chú có chốt cây cặp cây số 1, số 2 chơi gì rất là đẹp cô chú ơi. Cây này cây số 1, lá sắn bông chùm. Cây trong hình sau lại mình giao cho cô chú y gan vậy nha. Để mình đo hào hào cái chiều cao. Chiều cao lại nó khoảng chừng là 34. Chiều cao đó nha. Đó, cây này cây mã số 1. Rồi để mình báo cái hoành. Cái hoành là nó được 28. Hoành 28 đo tại vị trí này. Cây đẹp nha cô chú. Giá này là Tường kêu là Tường bao gồm với ship hết là cây số 1 là 1.300.000. Có giọng hồi đầu là rất là đẹp cô chú ơi. Đây rồi Tường đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 2. Đó cây 1 cây 2 đó. Nó giúp hịch nhau à nghe cô chú. Chiều cao là được 230. Cái này chiều cao 30. Cái này là hoành được 24. Cái này cây mã số 2 là 1.200.000. Cây 1 cây 2 một cặp rất là có duyên nghe cô chú. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 3. Lá sắn bông chùm. Chiều cao được 79. Tán lá nhẹ ở trên là nó được là 43. Cái này nó bị chạy chỗ này nhẹ nghe cô chú. Thành từ xử lý là rồi, nó chạy nhẹ. Xử lý là rồi, báo cho cô chú biết. Hoành cái này nó được 29. Cây co lắc rất là khéo nha cô chú. Cây có dáng thế sẵn chơi rất là đẹp. Rồi cái này cây mã số 3 là 1.300.000 cô chú ơi. 1.300.000. Rồi đó cây. Dạ mã tiếp theo là mã số 4. Cây dặn cây rất là khéo nha cô chú. Lắc. Chiều cao là 76. Cây sống khỏe nha cô chú. Đó, cái này đo hoành tại vị trí này 29. Mã số 4 1.300.000 luôn cô chú ơi. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 5. Chiều cao là được 68. Dạ cây này hoành được 25. Hoành 25. Cây mã số 5 1.100.000. 1.100.000 đó nghe cô chú cây mã số 5. Cây lắc cây rất là khéo cô chú ơi. Cây sống khỏe luôn. Rồi từ đó cây. Rồi mã tiếp theo là mã số 6. Chiều cao được 72.
Dạ hoành vị trí này nó được 28. Hoành 28 nghe cô chú. Cái mã số 6 là 1.200.000 cô chú ơi. 1.200.000 cái mã số 6. Rồi tương đối cái. Rồi mã tiếp theo là mã số 7. Cái này chiều cao được 72. Rồi đó tốt với đầy vị trí này được 29. Đó đó tại vị trí đó 29. 1.200.000 cái mã số 7. Rồi đổi cái. Cái tiếp theo là cây mã số 8. Chiều cao được lại 57. Chiều cao 57. Rồi cái cây này đo hoành vị trí này được 27. Cây mã số 8 là 1.100.000. 1.100.000 cây mã số 8. Rồi, ok. Mã tiếp theo là mã số 9. Cây này nhỏ gắm cây mà nó cũng đẹp lắm nha cô chú. Chiều cao được 72. Rồi được 28 hoành đo tại vị trí này. Cái mã số 9 1.200.000. Rồi. Tiếp theo là cái mã số 10. Cái này dáng quái của chú rồi. Chơi ở trên cái tạng ở trên thiên nhiên vậy đó, thoát thân. Chiều cao là được 82. Chơi thoát thân nha cô chú, cái này chơi thoát thân vậy đó, tàn ở trên. Ở dưới này cho coi thoát thân chống già cái lớp nha cô chú. Được 27 hoành. Đó tại vị trí đó, cái mã số 10 1.300.000 nha cô chú. Cái đẹp cây già cây, lắc cây khéo. Mã số 10 1.300.000. Rồi. Rồi tiếp theo là cây mã số 11. Cây tàn sống khỏe luôn, đang búp bông lự chân nha cô chú. Rồi để mình báo tán ngang nha cô chú. Tán ngang lá ở trên đó là nó được lại 64. Chiều cao là được 130. Chiều cao 130. Đây chỉ cho cô chú biết cái mặt bông nha cô chú. Nó mới vừa lõ bông nè. Bông nó rất là chùm nha cô chú. Đây bông chùm gì không đây. Đó là cây nó mọc sao là mình nói y gan vậy đó. Nó đang bông chùm chùm nhóc chân. Đang sắp sửa nở. Này, chỉ cho cô chú biết lại đây. Đây lừ chân này nghe cô chú. Nó bông nhỏ lừ cho nè. Rất là thơm nghe cô chú. Đặc biệt là bông rất là thơm luôn. Cái này cái mã số 11. Cái đường kính bầu cái này nó 59 nha cô chú. 58. Đường kính bầu 58. 60 luôn. Kính bầu 60 luôn. Đây cái hoành tại vị trí này nghe cô chú. Được 52. Đó tại vị trí đó 52. Có mấy cái mặt cắt ở dưới này không thành vấn đề nghe cô chú.
mặt cắt không thành vấn đề. Cây mã số 11 là 4.500.000 nha cô chú, 4.500.000 cây mã số 11 là từ bao giờ phải ship hết luôn. Dạ rồi. Cây mai chữ thủy da đen một size, cây mã số 12. Mai chữ thủy da đen nghe coi chú, cây mã số 12 chơi bonsai. Tán ngang nó được là 40, chiều cao là nó được 40 luôn. Đó, đó cho dễ nó nghe coi chú, về coi chú bẻ rồi sao bẻ. Cây mã số 12 là cây mai chữ thủy da đen. Đây mình đo cái cũ của nó nghe cô chú, nguyên cái đế đặt của nó luôn nè. Đó, đây, dưới này. Nó được là 66. Đó, bự nữa nè. 70 luôn, đó cái đế tròn của nó là được 70 đó. Còn cái hoành ở trên này nha, để mình đo cái hoành chủ của nó nghe cô chú. Hoành chủ của nó đo thử cho cô chú biết luôn. Là được 22. Đó, hoành chủ 22. 900.000. Cái mã số 12, 900.000. Dạ rồi. Rút chậu ra chú. Rút chậu ra để hơi này, bể bầu cho hả? Bó bầu cho cô chú đi. Dạ rồi, tiếp theo là cái mã số 13 là từ được là 8 cây trang sen nhật. Là mỗi một cây là 1 triệu, có 3 cây sao là 1 triệu 6, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 7 nha cô chú. Hàng này là hàng 5-600 cây, mình lựa được 7-8 cây, 10 cây. Lên cho cô chú tham khảo. Được giá chốt không được thôi, vô tư. Đó, trang sen nhật kìa cô chú. Đó. Được 20 nha chú, đo vị trí này được 20. Đó. Đó. Bông trang sen nhật. Mã số 13 1 triệu đồng nha cô chú. Đó, chiều cao. Chiều cao được 25. Tán ngang thì 27. Quên đó. Đó, 1 triệu đồng, cái mã số 13, trang sen nhật. Hàng lựa của chú ơi. Rồi. Tiếp theo mã số 14. Tán ngang là được 32. Chiều cao là 29. Đây cái mặt bông này nghe cô chú. Đó, mặt bông gì đó nó đang sắp sửa nở đó. Đó, qua cho cô chú biết gì đó. Cây mã số 14 nghe cô chú. Đây hoành 20 luôn. Còn hạo cái cũ cho cô chú biết thôi. Hạo thử. Cái cũ là khoảng chừng 40 nghe cô chú. Hạo cái cũ là khoảng 40, hoành 20. Cái mã số 14 là 1 triệu đồng luôn. Được rồi, đổi cây. Dạ, tiếp theo cây mã số 15. Tự được 8 cây nha cô chú. 8 cây trang sen nhật. Tán ngang được 30. Chiều cao 27. Cái hoành là 21. Đó, tại đó là 21. 1 triệu đồng luôn, cái mã số 15. 1 triệu nha cô chú. Rồi, đó rồi. Đó, tiếp theo là cái mã số 16. Tán ngang được 30. Chiều cao là 26. Cái mã số 16. Được 20 luôn nha cô chú. 20 luôn. Cây nở đế lắm. Hào hào cái cũ luôn. Không ta biết. Cũ 38. 38, 37 gì đó. Cũ quá. Hoành 19, 20. 1 triệu luôn nha cô chú. Cái mã số 16 1 triệu luôn. Rồi.
Tiếp theo mã số 17. Tán ngang là được 31. Chiều cao 29. Cây mã số 17. Quanh cái này được 18. Nó cũ thì nó được là 33, 34. 1 triệu đồng luôn, cây mã số 17. Có nhiều lắm ngày cô chú. Rồi đó rồi. Rồi mã tiếp theo là cây mã số 18. Tán ngang 24. Chiều cao 24 luôn, 23. Đó, cái này lùng lực, có chiên nghe cô chú. Một cột gì đó. Hào cũ thử nó được 35 cái cũ. Còn cái quạnh này được 21. 1.300.000, cây này mã số 18 1.300.000 nghe cô chú. Cho cô chú tham khảo trời, cây này mình nuôi 1 tháng nó là bán 1.500.000, 1.600.000 nghe cô chú. Mã số 19, tiếp theo cây mã số 19. Chiều cao được 24. Tán ngang 22. Cái này cây mã số 19. Cũ cái này dữ lắm rồi chú. Cũ được 39. Cái hoành được 22. 22 đó. 1.500.000. Cây mã số 19 1.500.000 nghe cô chú. Đó. Rồi. Rồi cây mã số 20. Mã số 20, cây này tới 1.700.000 nè cô chú ơi. Báo cho cô chú biết luôn. Đó, mã số 20 là mã cuối clip nghe cô chú. Trang sang Nhật. Tán ngang được 28. Chiều cao thì 24. Cái hoành cũ nó 40 nghe cô chú. Hoành cũ nó 40. Còn cái hoành nó 23. Đó. Cây mã số 20 là mã của clip là 1.700.000 nè nghe cô chú. 1.700.000 cái mã số 20. Rồi cuối clip Tường cảm ơn bà con chú bác anh em mấy clip vừa rồi cũng ủng hộ cho Tường mang ơn rất là nhiều. Quê quán của Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039, số đó từ xài Zalo luôn nghe chú. Hẹn chú bác anh em gặp từ lại clip sau ạ. Dạ từ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.